Xin chào các bạn đến với kênh Sài Gòn Photography Channel và đến với chuyên mục Photoshop. Chúng tôi đã đưa các bạn đi qua một quãng đường dài để giới thiệu với các bạn tất cả các công cụ có trong phần mềm Photoshop nhằm cung ứng cho các bạn giải pháp thuận tiện cho việc xử lý hình ảnh về sau. Bây giờ tôi sẽ chuyển chương trình sang một chuyên mục khác rất là quan trọng, rất là trực quan và rất là thú vị. Đó là làm sao chúng ta thay đổi độ sáng tối và độ tương phản cho hình ảnh. Nhưng để bắt đầu cho các thao tác thực hiện các lệnh nhằm thay đổi tương phản và sáng tối, tôi sẽ trình bày với các bạn trước về thế nào là tương phản và thế nào là làm sáng tối. Bản chất của công việc này là gì? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu độ tương phản trước. Độ tương phản trong hình ảnh thì nó có hai vấn đề các bạn. Một là tương phản về màu sắc và hai là tương phản giữa vùng sáng và vùng tối. Thế thì ở trong cái chuyên mục của phần 2 chương trình thì tôi sẽ nói về tương phản sáng tối mà thôi. Vậy tương phản sáng tối là gì? Tương phản sáng tối chính là sự khác biệt giữa biên độ của vùng sáng và vùng tối. Như các bạn biết rồi, trong kỹ thuật số thì vùng tối đen tuyền là 0 và vùng trắng tuyền là 255. Như vậy chúng ta có 256 đơn vị, ở đầu 0 là màu đen, ở đầu 255 là màu trắng. Thế thì cái biên độ này càng xa, độ tương phản của hình càng cao. Đối với những tấm ảnh á, mà nó không có sự tách biệt giữa vùng sáng nhất và vùng tối nhất đủ rộng thì các bạn sẽ thấy nó lì lì, nó đều đều. Nhưng ở những tấm hình mà hai giá trị đầu sáng và đầu tối nó xa ra thì các bạn sẽ thấy độ tương phản của bức ảnh rất là cao. Bây giờ các bạn theo dõi các bức ảnh sau. Đầu tiên là các bạn thấy một cái phong cảnh biển chụp rất là ý tứ. Trong đó chiếc ghế nằm rất là cô đơn, lạc lõng giữa biển khơi, giữa đất trời. Nhưng mà khi các bạn nhìn tổng thể bức ảnh thì các bạn sẽ thấy tấm hình rất là phẳng, bởi vì nó không có hình khối tốt và cái độ lồi lõm của các vật thể trong ảnh nó không cao. Vì vậy nó thiếu sự sống động. Đây là một minh họa cho việc một bức ảnh không có độ tương phản cao. Bây giờ tôi sẽ thay đổi độ tương phản của nó và các bạn theo dõi kết quả. Bức ảnh tiếp theo là tôi dùng một cái bông hoa. Như các bạn thấy là một cái bông hoa chụp cận khá đẹp, nhưng mà độ tương phản trong bức ảnh này không có nhiều. Bây giờ tôi sẽ thay đổi một chút xíu thôi, tức là cho màu trắng thêm một chút, cho màu đen thêm một chút. Mục đích là tôi kéo hai cái vùng trắng nhất và đen nhất ra xa để tạo cho nó có một cái dải chuyển rộng hơn, tách biệt hơn, và các bạn sẽ thấy độ tương phản của hình ảnh theo đó tốt hơn. Bây giờ tôi sẽ trình bày tiếp một quan niệm nữa, đó là làm sáng tối cho bức ảnh như thế nào. Bản chất của việc làm sáng tối nó không giống như là chúng ta thấy ánh sáng ban ngày thì sáng, ban đêm thì tối của một cái ánh sáng vật lý, mà khi chúng ta sử dụng phần mềm để làm sáng tối cho một bức ảnh thì đó là lúc chúng ta gia tăng màu trắng vào hoặc thêm màu đen vào để cho bức ảnh trông nó trầm xuống hoặc là nó rực lên. Thì đây là kết quả của các giải pháp mà thuật toán sẽ giúp chúng ta đem lại cái cảm giác nhìn cái không gian trong bức ảnh có vẻ như là nó sáng lên hoặc là nó tối đi. Nhưng đây là một cái vấn đề rất là quan trọng mà các bạn phải lưu ý. Nếu các bạn thêm quá nhiều màu trắng thì trong cái vùng highlight của một bức ảnh nó sẽ bị bệt, mất chi tiết. Và tương tự như vậy ở vùng shadow, nếu các bạn thêm màu đen vào nhiều nó sẽ bị bệt, làm cho không gian của chúng ta nó kém thú vị và trong mọi thứ có vẻ bị đông đặc lại, rất là đáng tiếc. Bây giờ tôi sẽ làm thử sáng tối một bức ảnh để các bạn xem. Tôi sẽ gia tăng màu trắng, chứ không phải tôi chiếu sáng thêm vào đó. Và ngược lại, tôi sẽ gia tăng màu đen. Các bạn thấy cảm giác như là hình ảnh được sống động hơn nhờ có ánh sáng mạnh hơn. Đó là cái điều mà các phần mềm giả lập để chúng ta có được một cái giá trị thị giác như vậy. Bây giờ tôi sẽ kết thúc bài nói ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở bài sau.